Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và nhanh chóng đi vào phần thời sự ngày hôm nay thì mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới cuộc chiến tại trung đông quý vị trong hai bản tin ngày hôm nay tôi có thì lực lượng Do Thái đã tấn công vào cái bệnh viện lớn nhất ở dải giải Gaza, nơi có hàng trăm người đã bị kẹt ở cuộc giao tranh này. Và cuộc tấn công là như thế nào và những phát hiện gì cho thấy rõ ràng là phía Do Thái đang phải đương đầu với một cuộc chiến rất gay gắt, đó là sự lẫn trốn của Hamas chen vào trong dân chúng và điều này có lẽ như là người Việt chúng ta hiểu rõ hơn. Quý vị, chúng ta đi vào bản tin trước đi rồi sẽ phân tích xem tất cả những diễn biến này diễn ra như thế nào và liệu lần này phía do thái có vượt qua được cái giai đoạn gọi là khó khăn nhất của họ khi mà phải đối diện với sinh mạng của thường dân và đối diện với những kẻ ác độc sử dụng sinh mạng thường dân làm lá bài để trả giá hay không quý vị đầu tiên hết là Bản tin phía của hãng thông tấn AP là lực lượng Do Thái đã tấn công vào trong cái bệnh viện lớn nhất ở giải Gaza, nơi mà có hàng trăm bệnh nhân đã bị kẹt trong cuộc giao tranh. Bản tin từ Khan Unit ở giải Gaza là phía Do Thái đã đột kích vào cái bệnh viện lớn nhất của giải Gaza vào sáng sớm hôm nay thứ Tư, nơi có hàng trăm bệnh nhân bao gồm luôn những đứa trẻ mới sinh đã bị kẹt và giữa lúc mà không có nguồn cung cấp, không có điện và lực lượng gia tăng kiểm soát trên toàn giải Gaza và phía Bắc. À, bệnh viện này có tên là Sifa Hospital đã trở thành một cái nơi tổn thương cho thường dân của Palestine trong cuộc chiến giữa Hamas và Do Thái, nơi được xem là sau khi mà nhóm dân quân này đã sát hại 1.200 người ở tại Do Thái và bắt giữ 240 con tin trong cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10 vừa qua. Và bệnh viện này cũng là một cái nơi được xem là đụng độ giữa đôi bên khi nói rằng có hàng ngàn người đã bị thiệt mạng và có một cái cuộc phá hủy toàn diện trên lãnh thổ và Do Thái cáo buộc Hamas đã sử dụng người Palestine như là một cái khiên che thịt trong khi người Palestine và nhóm tranh đấu cho dân quyền thì cho rằng phía Do Thái đã cố tình gây tổn thương cho người thường dân. Và trong đó thì Mohamed Jacoid là giám đốc của cái bệnh viện ở Gaza nói rằng xe tăng của Do Thái đã đã tiến vào cái khu vực gọi là chứa thuốc và trong đó các binh sĩ của Do Thái đã tiến vào tòa biểu đinh bao gồm luôn cả cái cái cái, cái, cái phòng mà dành cho emergency tức là cái phòng mà khẩn cấp và cứu khẩn cấp và phòng giải phẫu trong đó gần như là có rất nhiều những cái đơn vị hỗ trợ và ông ta không thể à, ông ta nói chuyện là không không biết là ông ta đang nói chuyện ở trong khu này hay không à, lực lượng xâm chiếm đã xông vào tòa bị đi ông ta đã viết một cách giận dữ à, nói một cách giận dữ trên phone và ông ta nói rằng những bệnh nhân bao gồm trẻ em đã cảm thấy kinh hoàng họ la hét và tình trạng rất kinh hoàng chúng tôi không thể làm được gì ngoài việc cầu nguyện lực lượng do thái cho biết họ thực hiện cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu hamas và đặc biệt là khu vực ở sifa hospital và trong đó thì các binh sĩ đã được đi kèm chung với những toán y tế để mà có thể mang tất cả những nguồn cung cấp cho bao gồm thực phẩm cho trẻ em và kể cả một số những dụng cụ khác do thái cho biết là hamas đã có một cái hàng loạt cái trung tâm chỉ huy nằm ở dưới các đường hầm ở bệnh viện sifa tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng trong khi đó thì hamas và nhân viên bệnh viện thì bác bỏ tất cả những lời cáo buộc này và giờ trước khi cuộc đột kích diễn ra thì hoa kỳ cho rằng họ đã có tin tức tình báo riêng và nói rằng lực lượng dân quân đã sử dụng cái bệnh viện sifa và một số bệnh viện khác trong đó có các đường hầm để hỗ trợ cho các chiến dịch quân sự của họ và bắt giữ các con tin. Lực lượng do Thái cho biết là cuộc tấn công của họ vào Sifa để tìm kiếm con tin và những con tin này bao gồm phụ nữ, đàn ông, phụ nữ và trẻ em và trong đó để hỗ và cũng là để hỗ trợ cho cuộc chiến và những gia đình của những người ủng hộ cho con tin là đã có cuộc biểu tình ở tại Tel và Jerusalem. Trong đó thì có hơn hai tuần lễ qua thì đã có cuộc tấn công này và hàng trăm người à, hàng trăm ngàn người đã rời khỏi giải gaza và những khu vực xung quanh sau khi mà bắt đầu có cuộc đánh bom trong đó thì à, hầu hết giải gaza ở phía nam đều tràn về phía nam và liên quốc nói rằng à, à, cái trại tị nạn Palestine trong ngày thứ ba cho biết là họ đã có à, những cái nguồn gọi là nhiên liệu ở giải gaza đã hoàn toàn không còn và gần như là phải ngưng lại tất cả các cái dịch vụ trong đó bao gồm luôn cái việc giới hạn thực phẩm và y tế từ Ai Cập cho khoảng 600.000 người mà họ nói rằng đám đông gần như là đám đông gạt ở các cái trường học của Liên Hợp Quốc ở phía Nam. Trong khi đó thì à, lực lượng quốc phòng do Thái cho biết ngày thứ tư họ đã chuyển 24.000 lít của nhiên liệu cho cái vấn cái nỗ lực về nhân đạo và các viên chức cho cho biết và trước đó họ đã bác bỏ việc mà cho phép đưa nhiên liệu vào giải Gaza và nói rằng Hamas có thể sẽ sử dụng tất cả những cái mục tiêu này cho quân sự. Trong khi đó thì à, việc này gần như là tất cả các bệnh viện đã bị out of service tức là không còn cái dịch vụ nữa và trong đó thì à, lãnh đạo của cơ quan cứu trợ Liên Quốc là Martin Griffith đã lên tiếng và nói rằng cuộc đột kích này à, và cần phải bảo vệ cho thường dân và có những cái lo ngại khác. Bệnh viện này đã mất đi cái tình trạng sau khi mà có cuộc chiến và hàng ngàn người đã rời khỏi khu vực này. Đây là bản báo cáo à, phía bộ y tế của Palestine cho biết 40 bệnh nhân bao giờ gồm luôn trẻ em đã thiệt mạng kể từ khi mà cái hệ thống uh, nhiên liệu uh, để cung cấp nguồn điện đã hết sạch vào hôm thứ bảy và 36 bé bi tức là 36 trẻ em đang uh, đang đối diện với cái chết khi mà không có điện ở trong khu vực này. Đây được xem là một trong những cái uh, chi tiết mới nhất liên quan tới cuộc chiến ở tại uh, do thái bên cạnh đó thì quý vị bản tin khác của hãng thông tấn reuters cho biết là lực lượng quân sự do thái nói rằng họ đã kiếm được dấu hiệu của các con tin giữ ở trong cái bệnh viện ở Gaza. Bản tin từ Jerusalem cho biết thì lực lượng Do Thái đã chia sẻ cái video và hình ảnh vào ngày thứ hai, trong đó cho thấy có những cái vũ khí đã được chứa bởi nhóm Hamas nằm ở dưới basement của cái bệnh viện nhi đồng ở giải Gaza và nói rằng các con tin đã từng bị giam giữ tại đây. Phát ngôn viên của lực lượng quân sự Do Thái là Phó Đề đốc Daniel Hagari cho biết rằng là lực lượng của họ đã phát hiện được cái trung tâm chỉ huy và một loạt những cái vụ uh, những cái uh, chờ, thùng chứa vũ khí bao gồm cả uh, lựu đạn mà và kể cả những cái áo vest mà chứa những cái bom tự sát cũng như là uh, kho chứa thuốc nổ của lực lượng chiến binh hamas nằm ngay trong cái bệnh viện gọi là rastin Hospital À, đây là một cái bệnh viện ở tại giải Gaza và những gì chúng tôi đã, đã phát hiện ra là Hamas đã từng giữ con tin ở đây, đó là lời phát biểu của ông đưa ra trong cuộc uh, họp báo trên truyền hình và thời gian gần đây nó, chúng tôi đang có cuộc điều tra. Tuy nhiên chúng tôi sẽ có tất cả những nguồn tin tình báo để xác nhận chuyện này. Ông cho thấy một số hình ảnh trong đó uh, uh, được xem là có có những cái uh, cái bếp nhỏ nằm gần ở các cái đường hầm và ông ta nói rằng đây là cái nơi mà các giới chức cao cấp của hamas đã chỉ huy hamas đã gần như nằm ở dưới kiểm soát và thực hiện tất cả những cái cuộc chiến nhắm vào do thái từ cái bệnh viện này và thêm vào đó thì lực lượng phát hiện được những chiếc xe có gắn súng tức là những chiếc xe mô tô có gắn súng và ông ta nói rằng đây được sử dụng để mà đưa tất cả những con tin từ tới giải gaza và sau cuộc tấn công ngày 7 tây tháng 10 và các tay súng hamas đã xông vào miền nam của do thái à, sát hại 1.200 người và bắt giữ 240 con tin và để trả đũa thì Do Thái đã mở, mở cuộc đánh bom vào giải Gaza. Trong ngày thứ hai thì xe tăng của Do Thái đã bắt đầu ở bên ngoài của cái cổng của Al-Shifa Hospital được xem là bệnh viện chính của giải Gaza nơi có hàng trăm bệnh nhân đang bị kẹt và chờ được di tản. Và Hamas và các giới chức trong bệnh viện đã bác bỏ cho rằng là nơi đây đã từng sử dụng để chỉ để chỉ huy tuy nhiên vậy vẫn chưa biết được các cái tin tức trong khi đó thì liên hợp quốc kêu gọi là phải ngưng lại cuộc tấn công vào trung tâm y tế và do thái nói rằng họ sẽ cho phép di tản các bệnh nhân và những thường dân ra khỏi đây quý vị như vậy thì chúng ta đã có được một cái bức tranh rõ ràng ở tại giải Gaza thứ nhất là do thái đã kiểm soát toàn bộ cái khu vực phía bắc của giải Gaza nơi còn lại là những cái nơi được xem là khá nhạy cảm Tôi gọi là khá nhạy cảm là bởi vì những nơi đây là những cái uh, building dân sự và đặc biệt nó lại là những bệnh viện. Thì quý vị, còn lại là cái khu vực của các bệnh viện nơi mà Do Thái chưa dứt khoát tấn công vào bởi vì còn có rất nhiều những thường dân, những baby sơ sinh và những uh, bệnh nhân đang có mặt ở đây và bác sĩ ở đây thì là cương quyết không muốn đi ông ta cho rằng là nếu bỏ đi nếu mà di chuyển bệnh nhân đi thì có thể gây ra tử vong cho bệnh nhân đại khái đây là cái lý do về mặt y tế thì quý vị trong khi đó thì do thái đã bắt đầu tấn công vào bệnh viện này và họ đã cho thấy một số bệnh một số hình ảnh ở trong bệnh viện và trong đó cho thấy có những đường hầm và những đường hầm này thứ nhất nó từng là nó là cái trung tâm chỉ huy tấn công vào lãnh thổ do thái và thứ hai nó là nơi từng giam giữ các con tin nó là nơi từng giam giữ các con tin đang bị bắt giữ. Thì quý vị, cuộc tấn công này của Do Thái phải nói rằng là một cuộc tấn công rất khó khăn. Bởi vì Hamas bị hiện nay họ sử dụng tất cả những bệnh nhân, những đứa trẻ sơ sinh ở trong các bệnh viện làm cái khiên che ở phía trên để ngăn chặn cuộc tấn công của Do Thái. Đây là cái sự giả man của Hamas. Tuy nhiên thì sự giả man này Liên Hiệp Quốc không nói tới. Trong khi đó ngày hôm qua Liên Hiệp Âu Châu đã lên án gây gắt Hamas đã sử dụng các bệnh nhân và thường dân như là một cái human shield tức là một cái uh, khiên che thịt cho họ. Ngày hôm qua thì Liên hiệp Âu Châu đã ra một cái thông cáo chung của 27 quốc gia trong đó lên án gây gắt điều này. Ngược lại Liên hiệp Quốc lại không lên tiếng và Liên hiệp quốc chỉ nhấn mạnh tới cái vấn đề là hành lang nhân đạo và hỗ trợ cho phía của uh, người Palestine tìm cách di tản ra khỏi đây. Và trong bản tin của hãng thông tấn Reuters thì Bộ trưởng à, Ngoại giao của Do Thái nói rằng ông lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc không có đủ khả năng để mà à, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc. Đây là cái bản tin mới nhất. Ngoại trưởng Do Thái cho biết là lãnh đạo Liên Hiệp Quốc không có đủ khả năng để lãnh đạo Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Do Thái trong ngày thứ ba nói rằng là bộ trưởng... Tổng thư ký Liên quốc là ông Antonio Guterres đã không phù hợp với cái vai trò lãnh đạo cái hệ thống trên toàn cầu. Ông ta đã làm không đủ để lên án nhóm dân quân Hamas và ông ta có quá những cái gần gũi với Iran. Lời phát biểu này đưa ra trong cuộc họp báo ngay trong tòa nhà building ở Geneva, nơi mà có đài, các đại diện đang căng thẳng trong cái vấn đề mà Do Thái đã bị chỉ trích à, trong cái vấn đề tấn công ở tại à, giải Gaza, nơi mà Liên quốc cho rằng đã có trên 100 nhân viên của họ đã bị thiệt mạng. Quý vị, như vậy thì ở trong cái uh, cuộc chiến này chúng ta thấy rõ do thái phải đấu một lượt hai cuộc chiến giống như tôi đã nói và trong cái lời phát biểu và những cái uh, phát hiện của do thái ở trong tất cả những bệnh viện đã chứng minh đã chứng minh là hamas đã sử dụng những cái đường hầm những cái basement ở dưới đây để mà chứa vũ khí chứa những cái uh, áo vest những cái áo vest mà có thuốc nổ tức là loại áo vest mà đánh bom tự sát đó quý vị mà người palestine vẫn thường dùng để tấn công vào do thái và bên cạnh đó thì chúng ta thấy được có những dấu hiệu là có những cái dây trói và có những cái vừa vật vương vải được bỏ trở lại. Trong đó cho thấy có dấu hiệu là con tinh đã từng bị nhốt ở những chỗ này trước khi họ di chuyển con tinh qua chỗ khác. thì quý vị, ngày hôm kia thì giới chức bệnh viện Palestine đã từ chối không nhận nhiên liệu từ phía của Do Thái. Phía Do Thái đề nghị là sẽ cung cấp nhiên liệu trong lúc họ bao vây cái bệnh viện này và họ yêu cầu họ đã yêu họ đã muốn là cung cấp nhiên liệu để tiếp tục giữ cho điện ở đây được hoạt động nhằm có thể gìn uh, uh, giữ sinh mạng của các trẻ em sơ sinh và những người bệnh nhân nặng tuy nhiên giới chức của Palestine đã từ chối tại sao từ chối quý vị tại sao từ chối khi mà mình cần những cái thứ cần thiết này để cứu bệnh nhân thì tôi đã nói với quý vị, giới chức bệnh viện của Palestine điều hành tất cả bệnh viện này đều nằm dưới sự chỉ đạo của Hamas. Nếu chúng ta nói một cách gọi là nhẹ nhàng. Còn nếu nói một cách đúng bản chất thì tất cả những nhân viên trong bệnh viện này và kể cả bác sĩ đều là thành viên của Hamas. Có thể nói đều là thành viên của Hamas. Do đó quý vị, đây là cái thế khó của Do Thái. Bên cạnh đó thì phía Liên quốc vẫn tiếp tục lên tiếng kêu ca về các cuộc tấn công của Do Thái nhưng họ lại không nhìn ra hay là họ cố tình không nhìn ra là phía Hamas đang sử dụng bệnh nhân và các uh, trẻ em làm con tin đây là một cái sự thật mà chúng tôi nghĩ rằng là cuộc chiến về mặt truyền thông khá quan trọng nhờ cái sự lên à, lên tiếng mạnh mẽ của do Thái và những người có cái sự đồng cảm với do Thái trên toàn thế giới mà đám truyền thông này đã không dám đưa tin một chiều nữa Họ đưa tin là họ luôn nhấn mạnh cái bản tin đó đến từ đâu và do ai báo cáo. Ví dụ như là trước đó thì hãng thông tấn Reuters đã từng báo cáo là các y, nhân viên y tế của bệnh viện đã đưa ra những con số người chết và cáo buộc là giờ chết vì đánh bom của Do Thái. Nhưng họ cũng thông thêm cái câu là những nhân viên này làm việc dưới quyền chỉ huy của Hamas để cho có cái sự công bằng, tức là những tiết lộ của những nhân viên này chưa chắc khả tính trong khi đó thì AP vẫn tiếp tục đào sâu về tất cả những cái thiệt hại nhân mạng và trẻ em ở đây do đó quý vị chúng ta nhìn được các công ty truyền thông đưa tin này thì tương đối là sau khi mà bị soi đèn một cách quyết liệt và đặc biệt là cái vụ tấn công ngày 7 tây tháng 10 thì có 6 ký giả làm việc cho AP, Reuters, CNN và New York Times đã có quan hệ với lại lực lượng Hamas và họ đã biết được trước cái cuộc tấn công này do đó ngay sau khi mà cái sự thật này được phanh phui ra thì các công ty truyền thông biết rằng cách đưa tin của họ đang bị cộng đồng quốc tế chú ý do đó bây giờ họ không chọn cái thái độ thiên vị được nữa mà họ phải đưa tin một cách uh, chính xác hơn chính xác hơn tức là tin tức đó họ lấy từ đâu họ công khai cái nguồn ra để mọi người có thể tự đánh giá là nguồn đó đáng tin hay không thì quý vị Rõ ràng là phía Do Thái đã có một phần nào thành công để cho thấy được cái hình ảnh. Và bây giờ tất cả chúng ta đều nhìn thấy hình ảnh rất rõ nét và hình ảnh này rất quen thuộc với người Việt Nam. Đó là hình ảnh mà Hamas đã sử dụng dân chúng giống như là một thứ con tinh và một thứ bi thịt để che chắn cho cái sự à, à, hoạt động của họ. Và đặc biệt là họ ẩn trốn ở dưới tất cả các cái đường hầm. Và những đường hầm này tôi đã từng nói quý vị khi mà Hamas chiếm quyền từ năm 2006 và bắt đầu điều hành giải Gaza từ năm 2007, họ chỉ có một mục tiêu. Mục tiêu của họ là xóa sổ do Thái. Do đó quý vị, thay vì điều hành đất nước theo cái kiểu phát triển kinh tế giúp cho đời sống người dân, thì họ đẩy tất cả người dân sống nhờ vào sự cứu trợ của cộng đồng quốc tế. Còn họ thì nhận tiền của Iran tài trợ từ bên ngoài để họ xây dựng những hạ tầng cơ sở đường hầm để mà có một cái cuộc chiến lâu dài với do thái tức là họ không có mục tiêu là có một cái lãnh thổ palestine để điều hành quốc gia theo chiều hướng gọi là hòa bình mà họ chỉ muốn à, gọi là tiêu diệt do thái và xóa sổ do thái thôi do đó trong mười mấy năm qua mười sáu năm qua họ đã xây dựng tất cả những cái hạ tầng cơ sở mà những hạ tầng cơ sở này nằm ở đâu quý vị nó không nằm ở những cái nơi được xem là vị trí quân sự mà nó nằm ở dưới các bệnh viện, nó nằm ở dưới các trường học dành cho trẻ em, nó nằm ở dưới các cái đền thờ. Những nơi mà ở phía trên là tín đồ trẻ em cho tới các bệnh nhân đều hoạt động ở phía trên. Do đó cái cuộc tấn công của Do Thái rất là khó khăn. Chính vì vậy mà một mặt đánh bom, một mặt thì Do Thái phải đưa lực lượng quân sự của họ vô. Tới ngày hôm nay báo cáo của Do Thái cho biết họ đã có 46 binh sĩ đã bị thiệt mạng khi mà đưa quân tàn xuống mặt đất, tức là tấn công vô, họ biết rõ. Họ biết rõ nếu chỉ sử dụng cái cuộc quanh tạc không đó, đánh bom không đó thì họ sẽ kẹt là bởi vì ở trên bom đánh xuống đâu có biết được là khu vực đó có bao nhiêu bệnh nhân. Trừ phi là đưa lực lượng dưới mặt đất tràn vào và càng quét vào. Thì quý vị, lần này họ đã ta, ta, họ đã tấn công ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay họ đã tấn công vào trong cái bệnh viện Sifa sau mấy ngày họ vây chặt bệnh viện này không để cho hamas lọt ra ngoài thì khi mà họ tấn công vào thì quý vị thấy là tất cả những cái sự thật đằng sau bệnh viện này sẽ được phơi bày trong những ngày tới và một cái bệnh viện khác mà phía của ông à, à, ông à, phát công viên của do thái cho biết là cái bệnh viện này tên là rasti đây là cái bệnh viện mà chiến binh hamas đã dùng để chứa các cái kho vũ khí của họ thì quý vị có thể nói đây là một cái cuộc chiến rất dã man tôi có thể nói một cuộc chiến rất dã man và những cái trò đánh du kích của cộng sản đã nổi bật đã nổi bật trong cái uh, cuộc chiến tại giải gaza tất cả những kỹ thuật mà khối cộng sản đã sử dụng trong thời chiến tranh kể cả chiến tranh việt nam đã được phơi bày nhưng mà với một cặp mắt khác ngày xưa nó được phơi bày với hình ảnh là những dân thường chết những tà thảm cảnh của những người dân. Nhưng mà quý vị, họ không bao giờ cho biết là những cái tên du kích cộng sản trốn ở dưới hầm, trốn ở dưới những cái nơi này. Và bây giờ thì quý vị, nó hình ảnh nó khác. Phía của lực lượng IDF, họ biết được là họ phải đối diện với hai cuộc chiến. Do đó, các binh sĩ của họ cũng có cái giới hạn. Khi tấn công vào bệnh viện, binh sĩ của họ phải rất giới hạn trong hành động của mình. Tức là giảm đi tình trạng nhân mạng bị thiệt mạng và chính cái sự giới hạn này khiến cho những binh sĩ của do thái trở nên nguy hiểm hơn tại không ai biết được cái kẻ đối diện khi phát hiện được là du kích quân của hamas hay là thường dân và du kích quân của hamas thì quý vị thứ nhất là họ sử dụng những giới trẻ mười mấy tuổi mười tám từ mười sáu tuổi mười lăm tuổi cho tới hai mươi tuổi và thứ hai họ sử dụng luôn cả những phụ nữ do đó khi mà binh lính do thái tràn vào cái vị, họ phải đối diện với lại một cái sự thách thức rất lớn, làm cách nào phân biệt được đó là thành viên của Hamas và đó là thường dân. Đó là cái cách mà do thái đang phải đối diện bây giờ. Và chính vì sự giới hạn này, sinh mạng binh sĩ của do thái trở nên nguy hiểm hơn. Tức là họ vừa phải chiến đấu chống lại kẻ thù ở tại giải Gaza, họ vừa phải bảo đảm cái tính minh bạch và rõ ràng không gây hại thường dân để cho cộng đồng quốc tế bên ngoài nhìn vào trong khi đám hamas thì vẫn sử dụng tất cả những bệnh nhân những người thường dân trú đóng ở đây làm cái khiên che thịt cho họ quý vị cuộc chiến này cho chúng ta thấy được sự giả mang nằm ở đâu không phải là cuộc đánh bom của do thái không phải cuộc đánh bom của do thái mà cuộc chiến này cái sự giả mang là những kẻ lợi dụng thường dân Quy hiếp thường dân, Quy hiếp bệnh nhân, Quy hiếp những người mẹ mới sanh con, không cho họ rời khỏi bệnh viện, không cho họ di tản đi nơi khác, giữ họ lại làm cái bệnh viện, bị thịt. Đây là sự giả mạo. Tôi nói đây là sự giả mạo mà chúng ta người Việt đã từng chứng kiến trong thời chiến tranh Việt Nam. Bây giờ tất cả những gì xảy ra trong chiến tranh Việt Nam nó đang được lặp lại ở giải Gaza. Mà nó lặp lại với một cái một cái một cái, một cái hình thức khác. Nhưng quý vị bản chất giống nhau. Quý vị đã từng chứng kiến cuộc chiến Việt Nam, từng chứng kiến những tấm hình của AP. Lúc đó quý vị, AP chưa bao giờ dám nói sự thật. Họ có một cái chủ trương phản chiến mà, tức là anti-war. Họ chỉ cho thấy thường dân chạy chà, lánh nạn chiến tranh trên mặt đường. Nhưng họ lại không nói rõ thường dân đó chạy về hướng nào. Chạy về hướng Cộng sản hay chạy về hướng của Việt Nam Cộng Hòa. Chưa bao giờ AP nói hết Chưa bao giờ Reuters nói Và những công ty truyền thông của Mỹ cũng chưa bao giờ nói Tại vì thời điểm đó họ nằm chung trong phong trào phản chiến Và giờ đây quý vị Phong trào phản chiến này đã bắt đầu tìm cách gọi là Lập lại cái kịch bản của năm 1975 Tức là lập lại cái cuộc chiến Việt Nam Nhưng người Do Thái may mắn hơn Ít nhất họ may mắn hơn Họ có được một cái thế lực ở bên ngoài Giúp cho họ truyền tải tất cả những tấm hình này ra thứ hai cuộc chiến này trong cái giai đoạn mà toàn cầu có được internet những hình ảnh đó đã được đưa một cách trực tiếp ra không ai ém nhẹm được cả còn ngày xưa trong chiến tranh việt nam chưa có internet tất cả thông tin đều phải thông qua các công ty truyền thông này và quyết định đưa những tấm hình những cái hình ảnh thật sự của cuộc chiến lên là do quyết định của những công ty truyền thông và lúc đó, quý vị, hầu hết những kẻ làm truyền thông đều là những kẻ tham gia vào phong trào anti-world, tức là phản chiến. Họ giấu hết tất cả những tấm hình đó. Họ chỉ đưa những tấm hình nào có lợi cho cái phong trào của họ. Đưa ra thôi, quý vị. Do đó, thời chiến tranh Việt Nam, sự thiệt thòi của Việt Nam Cộng Hòa, cho tới bây giờ, cái nỗi quan ức đó vẫn chưa được giải đáp. Nhưng ngày hôm nay, do Thái thì khác. Do Thái ngày hôm nay họ sử dụng được tất cả những cái mạng lưới network và những cái uh, hệ thống social media để họ tự đưa tất cả những hình ảnh lên cho cả thế giới thấy, không cần tới những công ty truyền thông. Thì quý vị, các công ty truyền thông bây giờ thì bắt đầu là họ phải rút cái uh, tham vọng của họ lại. Và họ sợ trở thành mục tiêu bị tấn công của dư luận thế giới khi mà đưa tin một chiều. Do đó bây giờ họ cẩn thận trong các bản đưa tin. Tuy nhiên thì quý vị vẫn nếu mà quý vị đọc vào bản tin, quý vị vẫn thấy rõ có một chút gì đó thiên vị. Họ vẫn nhồi nhét cái sự thiên vị vào. Có điều là tôi đã nói với quý vị là lần này do Thái đối diện với một cuộc chiến rất khó khăn. Khi người lính tiến vào cái bệnh viện Sifa với khẩu súng trên tay. Quý vị, họ phải đối diện với sự nguy ngập rình rập họ từ trong bệnh viện. Nhưng đồng thời họ cũng phải đối diện với sự rình dập của giới truyền thông. Trước khi họ nhấn cò, đây là cái khó của binh sĩ Do Thái. Trước khi họ nhấn cò, thì quý vị, họ phải phân biệt rõ người đó là ai. Hamas, thành viên Hamas, cảm tình viên của Hamas, hay là một người thường dân thường bình thường. Rồi quý vị, khi mà nhấn cò, thì họ phải đối diện với lại một cái sự rình rập nếu viên đạn đó trúng cái người đó trúng cái người mà họ bắn là một thường dân thì quý vị sự rình rập này sẽ trở thành một cái uh, câu chuyện lớn lính do thái bắn chết thường dân vô tội họ sẽ phải đối diện với cái sự cáo buộc đầy nghiệt ngã này nếu như cây súng trên tay của họ nhấn cò mà thiếu suy nghĩ tôi có thể nói rằng là binh sĩ do thái hiện nay họ phải đối diện với một cái uh, tình huống rất khó khăn khi mà họ bắt đầu thực hiện cái chiến dịch càng quét ở phía dưới nhưng không thể không có càng quét ở phía dưới. Nếu chỉ có dội bom thôi đó quý vị thì chắc chắn do Thái sẽ bị thua cuộc chiến này. Nếu chỉ dội bom thôi thì do Thái sẽ bị thua cuộc chiến này bởi vì cái áp lực của cộng đồng quốc tế và cái áp lực của những kẻ ở bên ngoài thuộc vây cánh của Hamas đang kích động. Nói rằng do Thái giết thường dân, đánh bom vào thường dân. Thì quý vị Điều này do Thái sẽ đối diện với một cái nghiệt ngã rất lớn. Nó khác với cuộc chiến Kosovo. Cuộc chiến ở Kosovo năm 1999, NATO dội bom tới 78 ngày. Quý vị có biết bao nhiêu thường dân Serbia chết ở đó không? Nhưng đám truyền thông nó đứng về phía NATO hoàn toàn. Cho nên quý vị nó không đưa nhiều tin về thường dân chết. Khi mà NATO dội bom ở Serbia 78 ngày và khiến cho chính quyền của Milosevic phải đầu hàng vô điều kiện. Lúc đó không có một lực lượng dưới mặt đất mà chỉ dội bom ở trên trời thôi. Nhưng ngược lại bây giờ do Thái phải đưa quân xuống mặt đất. Họ phải đưa quân tràn vô là bởi vì nếu không đưa quân tràn vô thì không tiêu diệt được Do Thái và tách đời dân chúng và Do Thái ra. Mục đích của việc đưa quân tràn dưới mặt đất, thứ nhất là tìm cách cứu con tin. Thứ hai tìm cách tách rời đám Hamas và thường dân ra. Đây là cái mục tiêu tấn công dưới mặt đất, tức là lực lượng mấy trăm ngàn quân của do Thái tràn vào đây. Mục tiêu của họ là tách rời Hamas và dân chúng ra. Còn nếu mà chỉ nếu mà chỉ là khu vực này chỉ có Hamas không đó thì họ đã đứt chến lâu rồi. Do Thái dội bom từ trên xuống, đó, tức là họ chống không nổi đâu quý vị. Nhưng họ sử dụng dân chúng. Bây giờ dân chúng hầu hết đã di tản về phía nam nhưng vẫn còn một số dân chúng quyết định ở lại tôi không biết ý định của dân chúng này là gì tuy nhiên ở các bệnh viện thì những người này là bệnh nhân những bà bầu những đứa trẻ sơ sinh họ đi xa không được thì họ bị kẹt ở lại bệnh viện và dưới lòng bệnh viện lại là văn phòng chỉ huy của hamas và kể cả kho vũ khí của họ và kể cả cái nơi có thể là họ dùng để nhốt con tin thì quý vị họ sử dụng những bệnh nhân những đứa trẻ sơ sinh và những bà bầu ở trên ở trên làm cái khi khiên che cho họ do đó lần này do thái đối diện với lại một cuộc chiến rất nhạy cảm hở một chút là họ sẽ bị lên án ngay hở một chút là họ sẽ bị lên án ngay đó quý vị thấy hôm chủ nhật vừa rồi ông bộ trưởng di sản chỉ lỡ một lời đòi sử dụng nguyên tử thôi thì ngay lập tức trung quốc đã nhảy vào lợi dụng lời phát biểu này để mà kích động một cái chủ nghĩa thù hận thì quý vị nghĩ đi nếu người lính Do Thái mà sơ xuất trong cái việc nhấn cò súng họ phải chịu rất những cái hậu quả rất nặng hậu quả đó áp lực đó cuối cùng là Netanyahu tức là ông thủ tướng của Do Thái phải đưa những người lính này ra tòa án quân sự khi mà lỡ tay bắn vào thường dân nhưng mà nếu quý vị là người lính đó và tiến vào bên trong quý vị làm sao phân biệt kẻ nào là Hamas và kẻ nào là dân thường Do đó quý vị, cái sự ác độc nhất của Hamas là sử dụng sinh mạng của người dân để trở thành những cái khiên che cho họ. Và bên cạnh đó, một mặt họ gia tăng áp lực chính trị từ bên ngoài. Họ gia tăng áp lực chính trị từ bên ngoài, yêu cầu đình chiến, yêu cầu ngưng bắn. Thậm chí khi mà Do Thái dứt khoát, họ xuống nước, họ đòi thả 70 con tin để mua lại 5 ngày đình chiến. Tại sao chỉ mua có 5 ngày đình chiến? Là bởi vì họ muốn có đủ thời gian rút ra khỏi giải Gaza đưa tất cả những con tin họ đang bắt giữ ra khỏi giải Gaza. Thì quý vị, cuộc chiến này cho chúng ta thấy rõ cái tránh nằm ở đâu, cái tà nằm ở đâu. Hamas đã ác độc tới mức không còn thủ đoạn nào ác độc hơn. Và đây chính là điều mà chúng ta cần phải lên án. Sử dụng người dân, những người bị kẹt lại trong cuộc chiến, làm một thứ con tin của mình để bảo vệ sinh mạng của mình và mục tiêu chính trị của mình đây là hành động vô nhân đạo, ác độc mà ông Tổng Thư ký Liên Quốc không bao giờ chịu thừa nhận. Mà chỉ lên án và kêu gọi đình chiến thôi. Ông ta lên án do Thái, ông ta lên án Hamas kêu gọi đình chiến. Nhưng mà ông ta không nhìn rõ Hamas đang sử dụng cái thủ đoạn tàn độc như vậy. Tôi đã nói với quý vị là những cái kẻ lãnh đạo Liên Hợp Quốc thuộc khuynh hướng khuynh tả là nó sẵn sàng mắt nhắm mắt mở cho những hành động tàn ác nhất và nó đã xảy ra trong chiến tranh việt nam và bây giờ nó đang lặp lại trên bãi chiến trường của gaza và điều này cho quý vị thấy rõ trong cuộc chiến người lính không phải chỉ đối diện với cái sinh mạng của họ mà họ phải đối diện với cái hậu quả của cuộc chiến này nữa mà họ chưa biết được họ một lòng bảo vệ cho đất nước của họ nhưng đôi lúc khi nhấn cò họ chưa suy nghĩ cẩn thận họ sẽ trở thành tội phạm họ sẽ trở thành kẻ vi phạm tội ác chiến tranh Quý vị, đây là cái thấy khó mà Do Thái đang phải đối diện. Tôi hy vọng rằng trong thời gian tới, họ sẽ phanh phui tiếp những cái trò gọi là ác độc, tàn độc của Hamas để cho tất cả mọi người có cái nhìn bình tĩnh hơn. Thay vì bây giờ lao xuống đường biểu tình yêu cầu định chiến. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái chương trình Hiếu Tinh Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi. Trong phần 2 của tên Nhật Ký, xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!